bình thường thử là 30.000, còn như là nội thành thì là 22.000 các chị gái nhá. Ok, để chốt luôn cho chị 5 quần này. Em chốt luôn cho chị 5 quần nhá. Xem chị Bích Hiền này, cho chị cả 5 quần như mẫu đang mặc nhé, mỗi cái một màu. Ok chị gái luôn, em chốt luôn cho chị gái nhá. Các chị gái chốt đơn kèm màu, kèm thông tin, số điện thoại, địa chỉ cho em nhá. Mọi người chốt đơn cộng mẫu cộng màu cộng thông tin số điện thoại địa chỉ để được lên đơn một cách nhanh nhất ạ. Nếu như các chị muốn gửi hàng luôn thì để lại cho em xin luôn thông tin số điện thoại địa chỉ ở trên này nhé mọi người nhá. Màu cộng mẫu cộng thông tin số điện thoại địa chỉ luôn nha các chị gái nhá. Xin chào chị Lan Vi, xin chào chị Hương Nguyễn này. Cho chị qua bảng màu cho các chị nhá. Bảng màu của nhà em là có 6 màu các chị này. Màu vàng là màu em đang mặc này các chị yêu này. Màu kem này, kế đến là màu kem rất là đẹp các chị nhá. Màu kem đây ạ. Tiếp đến theo là màu trắng này các chị này. Màu trắng, màu nào cũng xinh, màu nào cũng yêu, màu trắng các chị nhá. Các chị đặt hàng comment với em là màu kem xa kèm số điện thoại địa chỉ nhận hàng giúp em ạ. Như vậy là các chị đã lên đơn hàng thành công nhá. Còn nếu như chị nào bận quá các chị có thể đặt lại comment với em là màu kem xa kèm số điện thoại, bên em sẽ gọi điện tư vấn cho đơn nha các chị nhá. Đây ạ, màu trắng này, màu hồng này các chị này, màu hồng đỗ, màu nào cũng xinh, màu nào cũng yêu nhá. Màu vàng này các chị này. Màu vàng này, màu đen này các chị này, có 6 màu các chị nhá. Đây ạ, 6 màu em đang cầm trên tay này các chị này. Rất là dễ mặc. Các chị có thể mix với áo 2 dây hoặc áo crop top nhá. Mặc đi chơi đi biển mùa hè đến nơi rồi ạ. Mặc đi chơi đi biển đi làm đều rất là ok nhá chị nhá. Đây ạ. Em đứng xa chị xem phong quần này. Áo Hermes, áo HM bên em có bán đây các chị này. Các chị đặt hàng không? Dạ vâng ạ. Cho chị hai cái đen và trắng. Ok em chốt đơn chị Liên Nguyễn luôn nhá. Chị ơi quần có xỉ mà. Ok các chị gái nhá. Xỉ inbox cho em, xỉ số lượng từ 50 cái trở lên nhá. Mọi người xỉ inbox cho em ạ. 79k một quần nha các chị gái nhá. 79k một quần duy nhất trong ngày hôm nay thôi các chị gái nhá. 79k một quần, bên em ship từ 2 sản phẩm trở lên. Quần bao nhiêu một cái, có size không ạ? Bên em có đủ size các chị gái nhá. S, M, L, XL. Các chị gái nếu như không biết mình mặc size gì thì có thể comment cho em xin luôn chiều cao cân nặng để bên em chốt size cho các chị gái nhá. À, size S, M, L, XL mọi người nhá. Và quần gồm có 6 màu. Từ 38 cho đến 62kg giở xuống mọi người nhá. Để mặc vừa từ 38 cho đến 22kg giở xuống này. À, 38 đến 62kg giở xuống nhá. Mẫu cao bao nhiêu chị? Các chị gái ơi, mẫu bên em cao ở 1m62 nha mọi người nhá. Mẫu cao 1m62 và hiện tại đang mặc size S nha mọi người nhá. Xin chào chị Minh Anh này, mọi người đặt hàng để lại cho em xin luôn thông tin số điện thoại địa chỉ nha mọi người nhá. Đặt hàng để lại cho em xin luôn thông tin số điện thoại địa chỉ để được chốt đơn một cách nhanh nhất ạ. Ship từ 2 sản phẩm trở lên, 1m48, 46 kia mặc size gì ạ? Chị Mít ơi, chị mặc size M cho em nhá. Một quần có giá sao chị? Bên em bán một quần có giá là 79.000 nhưng mà bên em chỉ ship từ 2 sản phẩm trở lên. Một set như mẫu đang mặc, nghĩa là cả một áo và một quần thì chỉ có giá là 124.000. Chị nào lấy một set như mẫu đang mặc có thể comment là một set cộng với một set như mẫu đang mặc gồm có áo vàng, quần trắng thì có giá là 124.000, áo thì có giá là 45.000 một chiếc. Mọi người ơi, mọi người nhìn cái form quần đuôi này nhá, rất là rộng rãi thoải mái này, có thể đút vừa chiếc điện thoại nha mọi người nhá. Rất là tiện lợi luôn đây ạ, có thể đút vừa một chiếc điện thoại rất là to nha mọi người nhá. Rất là rộng rãi thoải mái này, rất là tiện lợi nha các chị gái nhá. Mặc đi biển hay mình mặc ở nhà, có thậm chí những nơi nào. Đặt hàng thì comment cho em nhá. Đây ạ. Thứ nhất em sẽ điểm lại các màu nhá, chị 65 kia mặc được không và bao nhiêu một chiếc? Các chị gái ơi, đây là màu đen này. Màu đen ạ, à, màu rêu nhá mọi người nhá. Màu kem cho chị ba cái. Một cái màu rêu, một cái màu đen. Ok chị gái này, chốt đơn cho chị nhá. Mọi người đặt hàng cứ comment màu cho em cả xin chiều cao cân nặng thôi nhá. Màu trắng ok chị gái luôn này. Cho chị một hồng đỗ, một vàng, chốt đơn cho chị gái luôn nhá. Đặt hàng để lại cho em xin luôn màu cộng thông tin số điện thoại địa chỉ này. Màu cộng màu cộng thông tin số điện thoại địa chỉ nhá mọi người nhá. Gồm có 6 màu, cho chị 3 màu. 3 cái. 3 người ok chị gái luôn nhá. Chốt đơn cho chị ạ. Cho chị một set như mẫu đang mặc ok chị gái luôn. Em chốt đơn cho chị ạ. 79k một chiếc nha chị nhá. Vải này nhăn không chị? Chị ơi không hề nhăn luôn nhá. Nó là chất quần đuôi cực kỳ mát luôn. 55kg mặc vừa nhá chị gái nhá. Mặc thoải mái ạ. Bên em vẫn đang chơi game nha mọi người nhá. Đẩy lên 100 người, đẩy lên 100 người bên em sẽ tặng tiếp nha các chị gái nhá. Đẩy lên 100 người bên em sẽ tặng ạ. Cho chị một cái một đen một